hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, biết được thiên cơ, đến thời đổi vận, làm ăn trúng lớn, tiền chất như núi, con cháu ba đời ăn không hết của. Quý vị thân mến, sống ở đời thì nhiều người vẫn đang ngày ngày cặm cụi làm việc và hy vọng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và Quý Mão cũng không ngoại lệ, thời gian vừa qua Quý Mão đã phải nếm trải quá nhiều điều khó khăn, vất vả, thậm chí là mất mát đến đau lòng. Nhưng Quý Mão vẫn vững tâm vượt qua để chờ một ngày lội ngược dòng số phận mà gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng đều mang trên mình căn số phú quý. May mắn và giàu có đủ đường, những thành quả có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu. Trong năm Giáp Thìn 2024, có rất nhiều con giáp được thần tài che chở, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt là tháng 8 âm lịch này, con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ có nhiều phương diện bùng nổ, thăng hoa rực rỡ. Quý Mão sẽ có cơ may đảo chiều số phận, cuộc sống thêm nhiều điều may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, vận may ùn ùn kéo tới, giàu có bất ngờ, mọi sự đều rất hanh thông, thuận lợi. Vậy, vận trình cụ thể về công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình yêu, gia đạo của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 8 âm lịch sẽ như thế nào? Tuần nào hốt vàng hốt bạc thì ngay sau đây hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên xét về cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, đa số người tuổi này đều có tính cách khá nóng nảy, khi giận thì như lửa bừng bừng, nhưng khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, bản mệnh có các mối quan hệ khá rộng rãi, nên vẫn có rất nhiều bạn bè và không mấy khi phải nhờ vả đến ai. Con giáp này có lòng tự trọng khí khái và bản lĩnh cứng cỏi, họ luôn ý thức được tự lập, tự lực cánh sinh đứng trên đôi chân của mình. Về vận mệnh, những người này thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Người tuổi này có số được cha mẹ để dành cho của cải. Trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có khá giả, tuy nhiên họ không mấy hòa hợp với mẹ cha, anh chị em, nên tình thân trong gia đình không mấy mặn mà. Tuổi này thời trẻ phải long đong, về sau phú quý sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng chọn số trời, trong phong lưu khoáng đạt, thỏa sức thể hiện chí tài của mình. Cũng chính vì vậy, người tuổi này luôn làm mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong công việc, đạt được mục tiêu của mình, họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức cũng như khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Tính cách của đương số cũng thường được đánh giá cao về khả năng thông minh và sáng tạo. Họ luôn có tư duy nhanh nhạy, trí tuệ linh hoạt và khả năng tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Họ có xu hướng tiếp thu ý kiến, kiến thức và kinh nghiệm mới và luôn muốn nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Họ sáng tạo và thông minh, họ thành công trong các nghề nghiệp đòi hỏi tư duy sáng tạo và sự đổi mới.
người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, còn được đánh giá cao về khả năng giao tiếp và đàm phán. Họ là những người giao tiếp khéo léo, có khả năng thấu hiểu người khác và đồng cảm với cảm xúc của mọi người. Họ có tài đàm phán tốt, biết cách thuyết phục và thực hiện những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Tính cách giao tiếp và đàm phán của họ thường giúp họ thành công trong mối quan hệ xã giao, kinh doanh và công việc. Ngoài ra, tính cách của bản mệnh cũng có đặc điểm khá độc lập và tự lập. Họ thường có khát vọng tự do và không thích bị ràng buộc. Họ muốn tự quyết định và điều khiển cuộc sống của mình. Họ không dựa vào người khác để giải quyết vấn đề, mà thích tự tìm ra lời giải đáp riêng. Họ có độc lập trong suy nghĩ, hành động và quyết định. Đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của tính cách người này. Người tuổi Quý Mão có chính kiến, có nghị lực, nhiệt tình và thân thiện. Trong công việc đây là mẫu người nhẫn lại và có tính trách nhiệm cao, trọng hình thức. Có đầu óc kinh doanh tốt, họ có chút không hứng thú gì với cuộc sống đầy sức ép nơi phồn hoa đô thị, cũng ghét cảnh nhàm chán khô khan của giới văn phòng. Tuy nhiên, họ lại mong muốn có một cuộc sống ổn định, an toàn, nên chỉ cần xác định thu nhập mỗi tháng không có gì biến động là họ sẽ toàn tâm toàn sức làm việc. Đây là người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết. Người này nếu theo ngành nghề có liên quan tới kinh tế thì có khả năng làm nên nghiệp lớn. Ngoài ra, các làm việc có liên quan tới nghệ thuật như ca hát, diễn xuất hay sáng tạo nghệ thuật, kiểm định đá quý, tài chính ngân hàng cũng rất phù hợp với người tuổi Quý Mão. Dù làm công việc gì họ cũng đều rất cẩn thận và chú ý tới phúc lợi xã hội sau này. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi này xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc, hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức, tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường. Đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những doanh nhân tuổi Quý Mão thường có tính tình mềm mỏng, ôn hòa, chuộng hòa bình. Họ là người có ý chí kiên cường bất khuất. Trong kinh doanh, tính cách ấy càng được thể hiện rõ ràng. Khi họ đã tin một điều gì đó thì họ sẽ tin đến cùng. Họ có năng khiếu về nhìn nhận xã hội và sự biến động của chính trị. Trong kinh doanh, doanh nhân tuổi này không thích lao vào cuộc cạnh tranh, ưa lối làm ăn bình ổn an nhàn. Cuộc đời của họ cũng như trong kinh doanh ít thăng trầm. Nam giới tuổi này rất ân cần, lịch sự hòa nhã. Người ta luôn khâm phục sự thông minh cơ trí và thường nghe theo lời tư vấn của họ. Nhưng vì quá tự tin luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới sai lầm, bỏ lỡ thời cơ trong cuộc đời, trong kinh doanh. Với tính cách ôn hòa dịu dàng, tuổi này thường có cuộc sống an nhàn bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế biến xấu thành tốt. Bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn sóng gió thì tuổi Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi khó khăn trong hòa bình. Người tuổi này sống rất thoải mái phóng khoáng. Họ chi tiêu hoang phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất cứ ai gặp khó khăn. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý và tin tưởng. Người tuổi Quý Mão đối xử với mọi người rất khẳng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp rộng rãi. Nói chung, người tuổi Mão có một cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tóm lại, mọi cơ hội đều được chia bình đẳng cho mọi người, quan trọng là bạn có biết nắm lấy nó hay không mà thôi. Tuổi này được xem là may mắn khi cả con đường tài lộc công danh đều thuận lợi hơn người, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc. Song biết giữ tiền chi tiêu tiết kiệm cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Vận tài lộc không thuộc sẽ ảnh hưởng tới tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có một cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Quý Mão khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc không lo cơm áo gạo tiền, bản tính lạc quan yêu đời. Nhân duyên tốt, lại không bao giờ so sánh thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền nhưng người này lại không có suy nghĩ tiết kiệm,
số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư dôi sẽ nghĩ ngay tới cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn dung tay quá tráng. Đây là người yêu cầu rất cao về mặt vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Tiếp theo, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt mốc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh khiến hơi nước ngưng tụ, kết thành sương động trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có 2 hào dương ở trên và 4 hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu cho kẻ dưới noi theo đấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực nhân nghĩa, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên, khí âm rất thịnh nên sau tiết bạch lộ, nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu, có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tín nghĩa, thông minh đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim thì cần có kim khí bổ trợ, nhằm cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian dưỡng vận. Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về mặt sức khỏe, vững vàng về mặt tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh, tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thu thay lá, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là bận tâm suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cũng coi trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào ngôi nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu và bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan đi cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc, tự nhiên bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp,
súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Quý Mão trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Có thể nói rằng, tháng 8 âm lịch năm 2024 này là khoảng thời gian có khá nhiều biến động với người tuổi Quý Mão. Nếu muốn mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt, thì bạn cần nhắc nhở bản thân mình, không ngừng cố gắng, kiên định với mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng. Thực chất thì sự nghiệp của bạn vẫn sẽ có những bước tiến nhất định, nhờ có nhị hợp xuất hiện nâng đỡ, bạn biết cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý, nên số nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy, thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đặt ra. Một khi đã bắt tay vào làm việc thì luôn phải tin tưởng vào bản thân, chớ nên bị lung lay bởi quan điểm của người này người kia. Việc thường xuyên băn khoăn, do dự, thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn, thậm chí kết quả cuối cùng chệch khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân, nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lúc như thế này, bạn nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là người đi trước và những người đáng tin cậy. Trước hết, bạn nên đề ra một kế hoạch phù hợp với thực tế, rồi từng bước thực hiện, chớ nên nóng vội đốt cháy giai đoạn, như vậy bạn sẽ nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn. Người đang tìm việc cần bình tĩnh để xác định xem điều mà mình thực sự mong muốn là gì. Bạn không cần thiết phải chạy theo số đông hoặc sốt ruột khi mọi người xung quanh mình đều đã ổn định, bởi như vậy bạn sẽ rất dễ rơi vào tình cảnh đánh mất phương hướng. Khi cần đến sự trợ giúp hoặc định hướng của người khác, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Về phương diện tài lộc, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội hợp tác làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi hơn. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những mặt hàng mới xuất phát triển quy mô làm ăn. Tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn, nhưng không đáng kể, chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu được một khoản lời lãi lớn cho mình. Bạn chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân, thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước. Hãy kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra và cố gắng tới cùng, bạn mới mong sớm nhận được kết quả tốt. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy thêm kiến thức. Khi bạn đã thực sự vững vàng, thì bắt tay vào làm việc gì cũng thành công, để tránh chi tiêu tốn kém. Bạn cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mình đang có và đặc biệt không nên quá chú ý tới chuyện ăn mặc, tiêu dùng, nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định. Tháng này số tiền lương dư dôi bạn cũng không nên chi tiêu quá hào phóng, hãy luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm. Để đề phòng những điều bất trắc có thể xảy đến trong cuộc sống, bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí đánh mất bản chất thật sự của mình. Về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Quý Mão trong tháng này về cơ bản là tốt. Bạn thường xuyên nhận được những lời mời giao lưu, kết bạn từ bạn bè xung quanh mình. Tuy nhiên, đào hoa thì đào hoa vậy, bạn vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn. Đối với các bạn còn độc thân, dưới tác động của mộc dục, bạn dường như thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác. Bạn vốn là con giáp không thích ồn ào, nhưng biết cách ăn mặc và chân diện nhiều hơn, đồng thời mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người, nên ai cũng có thể nhận ra sức quyến rũ của bạn. Khi nhận được sự chú ý của nhiều người, bạn chớ nên dễ dãi, giữ quan hệ với tất cả, bởi có thể trong số ấy còn có những người không nghiêm túc nữa. Hãy chỉ làm quen với những người thực sự chân thành muốn tìm hiểu,
Như vậy thì bạn vừa đỡ tốn thời gian, vừa hạn chế được những tổn thương tình cảm sau này. Đối với người đã lập gia đình, sức hút của bạn bắt đầu từ sự chín chắn và giàu kinh nghiệm của mình. Bạn cũng có thể thu hút được cái nhìn của nhiều người, khiến người ta muốn tiếp cận và gần gũi với mình hơn. Những lúc như thế này, bạn cần nhận ra đó là đào hoa xấu. Bạn tốt nhất nên giữ khoảng cách hợp lý và bày tỏ thái độ rõ ràng. Ngoài ra, một vài đối tượng đến với bạn có thể là vì thực sự muốn tốt cho bạn, có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Thật may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 8 âm lịch. Về cơ bản bạn vẫn duy trì được thể trạng tốt, tinh thần hăng hái tích cực để bắt đầu một ngày mới và những công việc mới mẻ. Để có thể luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn nhiều đồ cay hay đồ ăn nóng có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm, vui tươi, bạn nên tăng cường trò chuyện, tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc với nửa kia. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Bạn cần quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, nên luôn chú ý tập luyện thể dục thể thao, đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ vậy bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch mình đã đề ra. Người bận rộn trong công việc, nhớ xây dựng thời gian biểu với chế độ làm việc hợp lý. Có như vậy bạn mới giữ được sức khỏe, vừa giúp công việc đạt hiệu quả cao. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đúng tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần này, vận trình của người tuổi Quý Mão khá bình ổn. Dù hung vận có phần nhỉnh hơn các vận, song tình hình không quá nghiêm trọng. Bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống, kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn. Nhất là khi ngay từ đầu tuần đã có sự nâng đỡ của tỷ kiên, những chú hổ sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Các thần này cổ vũ, động viên cho con giáp này rất nhiều. Chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần càng dượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Thời gian này cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, có những nguồn thu đều đặn giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn có triển vọng trong tương lai gần. Sao thái âm nâng đỡ cho vận trình tình duyên cho tuổi Quý Mão, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi dượng. Nhất là nữ mệnh đã cảm thấy an lòng hơn khi đối phương có những biểu hiện rất tích cực trong chuyện duyên dáng hạnh phúc của hai người. Quý nhân: Hợi, Mùi; tiểu nhân: Thìn, Tý. Màu sắc may mắn: cam, xanh lá. Con số phát tài: 60, 24, 91. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, có Thái Dương trợ giúp, người tuổi Quý Mão trở nên linh hoạt hơn trong công việc. Nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao. Công việc dượng nhất ở thời điểm giữa tuần, thiên ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay, nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người làm mất tiền, hao của. Về tình duyên, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, vào tháng 8 năm 2024. Cuộc sống gia đình không mấy tốt đẹp. Dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng Quý Mão tính tình nóng nảy, nhiều chuyện vẫn không thể nhân nhượng, khoan dung, cãi giả với bạn đời vì những chuyện vụn vặt. Trong cơn tức giận, Quý Mão thậm chí có thể dễ xảy ra bạo lực gia đình. Về phương diện này, Quý Mão
Quý Mão cần phải quan tâm và chú ý quản lý cuộc sống hôn nhân của mình nhiều hơn. Quý Nhân, Tuất, Hợi, Tiểu Nhân, Thân, Ngọ. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số phát tài: 96, 23, 47. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm 2024. Bị sao Thái Tuế xung chiếu, người tuổi Quý Mão có điềm báo xui xẻo khá lớn trong tuần này. Công việc dễ gặp trục trặc, dù bạn đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước, vẫn khó tránh được các tình huống bất ngờ phát sinh. Một phần cũng bởi con giáp này đã đôi phần chủ quan, nên để xảy ra lỗi không đáng có. Hôn tin này còn có thể gây ra những tai nạn, sự cố trong cuộc sống mà bạn không thể lường trước được. Khi tiến hành bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa, bạn cần phải giữ tỉnh táo và chú ý an toàn. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều điều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt được những ảnh hưởng xấu. Đầu tuần, tài lộc cực dượng, thực thành nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm giày dí của mình nhanh chóng. Có điều, kiếp tài hung tinh rình rập ngay sau, cảnh báo bản mệnh phải chi tiêu có kế hoạch, kẻo tiền có cao như núi cũng chẳng mấy mà cạn kiệt. Tình yêu giữa những chú mèo và người ấy không có nhiều bước tiến triển trong khoảng thời gian này. Đôi bên còn bận rộn với vô khối dự định và lý tưởng của bản thân, nên có phần thiếu quan tâm, chăm sóc với nhau, chỉ duy trì việc chuyện trò thăm hỏi theo công thức mỗi ngày. Quý Nhân, Hợi, Mão, Tiểu Nhân, Tý, Dậu. Màu sắc may mắn: trắng, xám. Con số phát tài: 45, 89, 13. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Mão, tháng 8 âm lịch năm 2024. Tuần mới, người tuổi Quý Mão được thiên đức các tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định. Con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc của mình, bởi lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy nữa nhé. Thế nhưng, dường như đây không phải là thời điểm thích hợp cho những kế hoạch phức tạp, những nhiệm vụ quá to tát. Hãy cứ dành sự ưu tiên cho những thứ sẵn có nền tảng chắc chắn. Còn những lý tưởng cao xa hơn thì cần dành thêm thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, để tránh rủi ro không đáng có. Cũng may trong tuần này, những hành động của bản mệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Thiên tài xuất hiện cho thấy, thu nhập của tuổi Quý Mão khoảng thời gian này không tồi. Song từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu, nếu không muốn tay trắng lại hoàn trắng tay. Tuần này, vận trình tình cảm của mệnh chủ có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu. Cuộc sống vợ chồng vẫn đang loay hoay với những cãi giả, khúc mắc chưa thể giải quyết. Quý Nhân, Dần, Mùi, Tiểu Nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, tím. Con số phát tài: 17, 36, 98. Quý tín chủ tuổi Quý Mão thân mến, ngày sinh là một trong tứ trụ, bao gồm giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh tạo thành bát tự, phản ánh cuộc đời và số mệnh của một người. Chính vì vậy, nếu sinh vào ngày tốt, sẽ góp phần làm cho mệnh cách sáng sủa, hanh thông hơn. Ngày sinh đại cát của người tuổi Quý Mão là những ngày hứa hẹn nhiều điều may mắn của con giáp này. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những ngày sinh âm lịch may mắn nhất của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 trong tháng 8 âm lịch. Thần tài ban phát tài lộc, gặp thời cơ lớn, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền thu về vượt xa sức tưởng tượng. Hãy đón xem đâu có phải là ngày sinh của mình hay không quý vị nhé. Người tuổi Quý Mão, sinh ngày mùng 2 âm lịch. Tuổi trẻ rất tốt, trung vận bình thường, ưu điểm là hiền lành, hài hòa, quan hệ xã giao tốt, có quý nhân giúp đỡ. Khuyết điểm là không được cha mẹ đỡ đần, tay trắng lập nghiệp, tự mình tạo dựng thành công. Người tuổi Quý Mão, sinh ngày mùng 6 âm lịch. Phúc lộc song toàn, tuổi trẻ bi thương, nhưng từ trung vận sẽ tốt lên, được người khác tiến cử nâng đỡ, gia vận hạnh phúc. Tuổi Quý Mão sinh ngày mùng 10 âm lịch. Nam thanh nữ tú, một đời gặp nhiều quý nhân, ít tiểu nhân, người tốt nâng đỡ, nên tính toán chuyện gì cũng thuận, sinh cơ lập nghiệp. Đặc biệt, nữ mệnh hiền lành, tốt bụng hay thương người nên tốt số. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 18 âm lịch. Có đường nhân duyên tốt, nam cưới được người vợ tốt,
có tài, có đức, phúc lộc song toàn. Tuổi trung niên, con đường phát triển không lớn, nhưng chậm rãi hưởng phúc, nữ mệnh còn tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 19 âm lịch. Thông minh, cơ trí, hiểu lễ nghĩa, giữ chữ tín, làm việc thật thà, chắc chắn tuổi trẻ bình thường, tới trung vận bắt đầu phát tài phú, có được danh lợi. Tuổi Quý Mão sinh ngày 20 âm lịch. Có tính cách trung hậu, thích làm việc thiện, tiền vận không thuận, chìm nổi bất định có tiểu tam, nhưng trung vận bắt đầu khá hơn, hậu vận an nhàn. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 24 âm lịch. Là số mệnh khổ trước, sướng sau, tuổi trẻ bôn ba vất vả, nhưng trung niên đổi vận thành công trong tầm tay, danh lợi đều đầy đủ, có thể đạt được mục tiêu lâu dài. Tuổi Quý Mão sinh ngày 25 âm lịch. Tuổi trẻ khổ cực, nhưng trung niên đổi vận, danh lợi song hành, là số mệnh trước khổ, sau sướng. Tuổi Quý Mão sinh ngày 29 âm lịch. Gia đình không hạnh phúc, không gắn bó với người thân, xa quê lập nghiệp mới thành công, người này cuộc đời gặp nhiều quý nhân. Tuổi trẻ bình thường, trung vận chuyển biến, tới hậu vận thì hưng, gia cảnh càng ngày càng thịnh vượng. Nhân sinh cảm ngộ. Bình thản nhìn được mất, mắt lạnh ngắm phồn hoa. Thế gian tựa giấc mộng dài, được mất trên đời như mây khói. Con người càng truy cầu nhiều, lại càng thấy khổ. Càng tham đắm nhiều thì trong lòng càng không thấy được bình yên. 1. Bình thản nhìn được mất, mắt lạnh ngắm phồn hoa. Cuộc sống tựa như nước, dục vọng như kẹo đường, không phải đường càng nhiều thì nước càng ngọt. Truy cầu đúng mực mới có thể khiến cuộc sống được vui tươi, dục vọng quá nhiều, ngọt ngào cũng sẽ biến thành trái đắng. Một tâm hồn bình thản có thể xem nhẹ được mất, mặc dù không quá vui vẻ nhưng cũng không mang đến khổ đau. Năm tháng đạm bạc, tâm đạm bạc thì giấc ngủ sẽ yên bình. Hương vị của nhân sinh, đạm bạc mới có thể lan tỏa lâu dài. Không tham, dục niệm chẳng còn, không giận, tâm sẽ ôn hòa tĩnh lặng. Có câu rằng, nhân thân nan đắc, con người được sống trên đời đã là một điều may mắn. Vậy nên, dù thuận buồm xuôi gió cũng tốt, trầm bổng nhấp nhô cũng chẳng sao, đều nên học cách bình thản, bởi đó cũng chính là vận mệnh của bản thân mình. Bất luận hoàn cảnh nào đều không cần oán trách thế nhân, không nên buông thả chính mình. Không tham, dục niệm sẽ ít đi, không giận, tâm tình sẽ dễ dàng bình ổn, không cầu sẽ thường thấy đủ. Gặp được hãy quý trọng, chia xa hãy trân trọng. 2. Im lặng là sự thanh cao lớn nhất. Im lặng có thể khiến nội tâm hỗn loạn trở nên thanh tịnh. Không cần nói với người khác rằng họ có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu dối trá, bao nhiêu thiện lương, bao nhiêu may mắn, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu thống khổ. Hãy học cách dùng im lặng để che đi tình cảm của mình. Nói nhiều, có lẽ người ta sẽ nói bạn cởi mở, nhưng cởi mở đôi khi chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Im lặng mới là cơ trí, là có nội hàm, cũng là sự thanh cao lớn nhất. Có cho đi mới nhận lại được, một câu nói đơn giản nhưng đã bao hàm trí tuệ cùng đạo lý xử thế nhân sinh. Bởi vì, người rộng lượng thực sự sẽ hiểu được phóng khoáng, người chân tình thực sự sẽ hiểu được hiến dâng, người hạnh phúc thực sự sẽ hiểu được buông bỏ, người trí tuệ thực sự sẽ hiểu được mất và được. Nhân sinh đều mong có thể đắc được thì cũng nên nghĩ đến trả giá. Nếu như có thể chân chính nhận thức được và mất, thì trong lúc đạt được cũng sẽ không quá cao hứng, mất đi cũng không có gì đáng để buồn phiền. 3. Hạnh phúc đời người, một nửa muốn tranh giành, một nửa muốn thuận theo. Tranh giành không phải tranh cùng người khác, mà là tranh cùng thống khổ. Không có hạnh phúc dễ như trở bàn tay, mà phải cố gắng nỗ lực, chủ động tranh thủ từng bước tiếp cận hạnh phúc. Thuận theo không phải bỏ mặc số phận như nước chảy bèo trôi, mà là biết dừng lại rồi sau đó an ổn. Năng lực và điều kiện hạn chế, rất nhiều sự tình chỉ có thể thích ứng và tùy duyên. 4. Không phải thế giới lựa chọn bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới này. Nếu bạn yêu thì cuộc sống nơi nào cũng đều đáng yêu. Bạn nếu hận, cuộc sống nơi nào đều đáng giận. Bạn nếu biết cảm ơn, khắp nơi đều là sự cảm ơn. Bạn nếu trưởng thành, mọi thứ đều sẽ trưởng thành. Không phải thế giới lựa chọn bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới. Đã không có chỗ để trốn, chi bằng hãy nở nụ cười. Nếu sự đời không như ý, chi bằng cứ vui vẻ thoải mái, mọi chuyện đều là có an bài. 5. Hiểu được từ bỏ là đã trưởng thành.
hiểu rõ một người không nhất thiết phải đi vạch trần họ, chán ghét một người cũng không cần phải trở mặt làm ngơ. Con người còn sống sẽ luôn tồn tại những người mà ta không thích, cũng như sẽ có những người không thích ta. Người trưởng thành không phải tuổi tác lớn, mà là biết buông bỏ, học được cách hòa hợp, hiểu được không tranh giành. Có chút khổ cũng không nên nói ra, không phải là không có cảm giác, mà là biết rõ nói ra cũng không thay đổi được gì. Những tổn thương trong tâm không phải không quan tâm, mà là hiểu rằng thời gian sẽ từ từ chữa trị. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.